vân kiên cường nuôi chi phục. Việt Nam vươn lên từ những tấm thân gầy nguyên xây đá phương hiệu tràn đầy. Thưa quý khán giả, đây là chương trình hội luận Chúng ta và thời cuộc hôm nay do ông Quỳnh Quốc Bình điều hợp. Xin kính chào tái ngộ cùng quý khán giả. Thưa quý khán giả, chương trình Chúng ta và thời cuộc hôm nay là diễn đàn để mọi người trình bày, thảo luận những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và những biến chuyển xảy ra khắp nơi mà có thể chúng ta cũng cần biết đến. Chương trình này dành cho những con dân Việt Nam yêu chuộng sự công bằng và lòng nhân ái, tự do thảo luận những điều ích lợi cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Chương trình này không hoan nghênh những lời lẽ có lợi cho chế độ Việt Cộng độc tài tại Việt Nam ngày nay. Chúng tôi hy vọng rằng với thời gian 50 phút mỗi tuần, diễn đàn này sẽ đem đến cho nhau những điều hữu ích. Bây giờ xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Bao quyền không hàm liêu thân dọc ngang sang pha tiến lên đi giải phóng sơn hà hồn nhiên. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình. Tối hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh và cũng rất là vui để được trở lại chương trình hội luận này cùng quý thính giả khắp nơi. Chúng tôi xin thay cho anh Hùng Anh kính gửi lời chào tái ngộ cùng quý thính giả. Và chúng tôi cũng xin gửi một lời cảm ơn hết sức là đặc biệt đối với những thính giả ở Âu Châu, là vì nhiều thính giả đã phải thức khuya để nghe chương trình này, hoặc là phải đón để mà nghe lại, phát lại vào ngày thứ Bảy vào lúc 1 giờ trưa. Dĩ nhiên là chúng tôi nói cảm ơn thính giả Âu Châu thì chắc là thính giả ở Mỹ Châu thì chắc hay là những quốc gia khác là chúng tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà lý do là vì quý thính giả ở Mỹ Châu thì nghe trực tiếp gọi là đúng cái giờ này, nhưng mà những nước khác thì có khi phải thức rất là khuya. Chúng tôi cảm ơn một cái đặc biệt là như vậy. Và thưa quý thính giả, hôm tuần qua đó thì thính giả nào đã có nghe hôm chương trình tuần trước thì quý thính giả đã có biết rằng chúng tôi có mời một vị khách lên chương trình này, đó là ông Đoàn Trọng Hiếu. Ông Đoàn Trọng Hiếu mà mọi người quân nhân có trao đổi thường thường gọi đó là biên quân Đoàn Trọng Hiếu. Ông là một cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, từng đi tù Việt Cộng, và ông đã ra hải ngoại này theo diện tù nhân chính trị. Ông đã lên tiếng để mà nói về cái việc đó là một người có cái tên đó là Nguyễn Phương Hùng, cũng ở trong hội biên quân, đã là phỏng vấn tên đại sứ Việt Cộng, và Tổng hội Biên quân đã ra một cái thông cáo để gọi là khai trừ Nguyễn Phương Hùng ra khỏi tất cả những cái sinh hoạt của hội Biên quân, hay là những nơi nào mà có những anh em gia đình Biên quân sinh hoạt thì Nguyễn Phương Hùng bị gọi là mọi người tức là khai trừ hay là loại ra khỏi những sinh hoạt đó. Và sau đó thì chúng tôi cũng có trình có bài cùng quý khán giả rằng đó là chúng tôi cũng có xem một cái video clip, tức là Nguyễn Phương Hùng ông cũng đòi kiện những cái hội đoàn mà đã lên tiếng để mà khai trừ hay lên tiếng phản đối về cái việc làm mà họ cho rằng có lợi cho Việt Cộng của Nguyễn Phương Hùng. Và hôm nay đó thì chúng tôi muốn mời một vị khách, mà vị khách này thì cũng làm truyền thông. Chúng tôi muốn nói đến ông Lê Hồng Long, tức ký giả Hồng Phúc. Mặc dù đa số thính giả cũng đã biết là ông Lê Hồng Long, tức ký giả Hồng Phúc là ai, nhưng mà có lẽ chúng tôi cũng xin giới thiệu một cách hết sức là vắn tắt. Ông Lê Hồng Long, tức ký giả Hồng Phúc, từng là giám đốc chương trình của Đài Việt Nam Hải Ngoại, đài phát thanh đó phát từ Virginia và đi một số thành phố tại Hoa Kỳ. Và ông Lê Hồng Long đã tố cáo bốn người trong ban giám đốc, tức là ba người còn lại, đã giao du mật thiết với Việt Cộng, và kể từ đó ông Lê Hồng Long đã ra khỏi cái đài đó. Và cá nhân chúng tôi là Nguyễn Đức Binh, cũng như ông Đoàn Trọng Hiếu và một số vị khác cũng đã ra khỏi cái đài đó. Chúng tôi giới thiệu như vậy để quý vị biết là Nguyễn Đức Bình đang nói chuyện với ai. Đó là ký giả Hồng Phúc, tức là ông Lê Hồng Long. Và ông Lê Hồng Long lên đây với tư cách của một nhà báo, một ký giả. Trước khi chúng tôi đi sâu vào cái cuộc hội luận hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hồng Phúc lên tiếng cùng thính giả của chúng ta. Dạ, thưa, trước hết là xin được trân trọng kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nước tôi tại Atlanta,
Xin được kính chào anh Huỳnh Quốc Bình, người điều hành chương trình, và xin được kính chào anh Hùng Anh, giám đốc của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Chúng tôi rất là hân hạnh hôm nay được anh Huỳnh Quốc Bình mời lên đây để phát biểu một vài cảm tưởng thô thiển của chúng tôi. Hy vọng rằng những đóng góp của chúng ta, của chúng tôi sẽ được góp một phần nhỏ mọn nào đó trong công cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ Cộng sản, đem lại tự do dân chủ cho đất nước của chúng ta. Xin cảm ơn anh Huỳnh Quốc Bình. Dạ, chúng tôi cảm ơn Lê Hồng Long đã nhận lời mời để lên chương trình này, và chúng tôi cũng xin được, thưa quý thính giả, là chúng tôi xin được xưng hô với ông Lê Hồng Long, tức cái giả Hồng Phúc, anh em giống như chúng tôi đã từng xưng hô. Dạ, thưa anh Hồng Phúc, đó là cái việc mà ông Nguyễn Phương Hùng đã có một cuộc phỏng vấn với tên Việt Cộng, tức là đại tòa đại sứ Việt Cộng ở tại tiểu bang California, tức là San Francisco. Và cái cuộc nói chuyện đó, đó đã được bỏ lên trên mạng lưới toàn cầu, tức là qua một những cái video clip. Và dĩ nhiên cái chuyện, cái sự việc mà nhiều hội đoàn tổ chức, tức là của chính đảng của người Việt quốc gia đó, đã có một cái bản lên tiếng để mà gọi là chống đối cái việc đó. Ngoài cái việc mà Tổng hội Bình Quân đã khai trừ Nguyễn Phương Hùng ra khỏi các sinh hoạt của Hội Bình Quân, thì chắc chắn là cái giả Hồng Phúc đã biết. Xin hỏi Hồng Phúc, đó là với cái tư cách của một người, hay là với cái vị trí của một người ký giả, thì anh nhận xét sao, thế nào về cái việc này? Dạ vâng, xin cảm ơn anh Bình. Thưa anh, đây là một vấn đề hết sức nó rút mắt. Rút mắt ở cái chỗ là chúng ta đang sinh sống trên một xứ sở tự do, dân chủ. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận. Đặc biệt những người làm công tác truyền thông thì lại cái quyền đó lại rộng rãi hơn nữa. Tuy nhiên, để trước khi trả lời anh Huỳnh Quốc Bình cũng như để trình bày cùng vấn đề với quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, chúng tôi thiết nghĩ có lẽ không gì hơn, tôi xin phép được đọc một vài đoạn đầu trong cái bản lên tiếng chung của một của hầu hết các đoàn thể chống cộng người Việt quốc gia ở dưới California, đã ra một cái thông cáo lên án cái việc làm của anh Nguyễn Phương Hùng. Chúng tôi đọc cái này lên để thay cho cái câu trả lời mà anh Hùng vừa đặt ra, anh xin lỗi, anh Huỳnh Quốc Bình vừa đặt ra cho chúng tôi. Thì chúng tôi xin chỉ được nó vắn tắt một vài điểm chính yếu. Thứ nhất, trong cái thông cáo lên tiếng chung về một vài cơ quan truyền thông và nhà báo tiếp tay tuyên truyền cho Cộng sản Việt Nam tại Nam California, thì đấy là cái tựa đề của cái bản lên tiếng chung. Ở dưới gồm có như sau. Thứ nhất, ông Nguyễn Phương Hùng luôn luôn nhận mình là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, lại công khai đứng ra tổ chức và làm MC cho David Dương trong buổi họp báo ra mắt Hội Doanh nhân Việt Nam, tức là những người đang về làm công tác về nước để làm ăn buôn bán với Việt Cộng, một tổ chức doanh gia thân cộc đang hợp tác đắc lực với bảo quyền Cộng sản Việt Nam, đứng ra công khai kêu gọi doanh nhân về Việt Nam cộng tác với Cộng sản. Thứ hai, Nguyễn Phương Hùng qua website KBC Hải Ngoại và Việt Báo Weekly đã viết rất nhiều bài xuyên tạc phỉ báng cá nhân và đoàn thể chống cộng nhằm gây xáo trộn, chia rẽ cộng đồng người Việt quốc gia. Thứ ba, mới đây Nguyễn Phương Hùng cùng Etcetera và Vũ Hoàng Lân của Việt Báo Weekly và Đinh Viết Tư đã công khai ngồi chụp hình chung và phỏng vấn tạo diễn đàn cho Lê Quốc Hùng, Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền và bôi nhọ tập thể người Việt chống cộng. Sự kiện này, Việt Báo Weekly đã đăng hình trang bìa và tường thuật trong số báo ngày 23 tháng 3 năm 2011 và phổ biến trên phố bonzatv.com, trang mạng của KBC Hải Ngoại. Thưa quý vị, đấy là một vài điều chính yếu trong cái thông cáo lên tiếng để lên án cho cái việc làm của ông Nguyễn Phương Hùng. Thưa quý vị, cái việc một ký giả mà tiếp xúc với lại mọi phía, mọi thành phần, kể cả kẻ thù của dân chúng ta là Cộng sản Việt Nam, chúng tôi thiện nghĩ cái vấn đề đó nó phải nhìn sâu vào trong cái hình thức tiếp xúc nó như thế nào. Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta là chúng ta có cái quyền tự do ngôn luận, và chúng ta lại là những người làm báo thì chúng ta có cái quyền đó để mà thông tin. Nhưng cái vấn đề diễn ra trong cái nội dung cuộc tiếp xúc nó như thế nào, đấy là vấn đề đáng kể. Bởi vì có 5-7 đường để mà tiếp xúc với kẻ thù hay tiếp xúc với đối phương của chúng ta. Thưa quý vị đến đó, quý vị là một người làm cơ quan truyền thông, phải tôn trọng cái tiêu chí số 1 của cái ngành truyền thông là sự thật, sự thật và sự thật. Thưa quý vị đến đó họp báo, quý vị không đưa ra được những cái câu hỏi tiêu biểu nói lên những cái nguyện vọng, những cái thao thức hay là cái nhiệm vụ chính yếu của người, lập trường chính yếu của người tị nạn,
thì đó chỉ là một cuộc họp báo có tính cách cò mồi, làm tạo diễn đàn cho kẻ thù chúng ta tuyên truyền cũng như đánh phá, chia rẽ cái hàng ngũ của người Việt quốc gia hải ngoại. Và đấy là vấn đề cốt lõi của cái dư luận, của cái sự bùng nổ trong dư luận vừa qua về vấn đề nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã phỏng vấn ông Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại Nam California. Thưa, xin được trở lại với anh Huỳnh Quốc Bình. Dạ thưa anh Hồng Phúc, trong cái phần trình bày của anh tuy nó ngắn gọn nhưng mà anh có nói một câu khiến chúng tôi chú ý, đó là anh nói rằng đó là hai cái chữ cò mồi. Thì thưa quý thính giả và thưa những ai mà đang làm cái công việc mà gọi là truyền thông và ở xứ tự do này nghĩ rằng mình có quyền tự do muốn làm gì làm, thì xin thưa, chúng ta có được cái quyền tự do thật, nhưng mà chúng ta phải bị chi phối bởi một cái số nguyên tắc hay là một cái điều luật bất thành văn nào đó để bảo đảm rằng chúng ta không làm phương hại đến cái quyền lợi của người khác, nhất là phương hại đến chủ nghĩa đấu tranh. Trong cái trường hợp này đó, thì chúng tôi thấy như thế này, đó là có lẽ là chúng tôi cũng xin phép nhờ anh Hùng Anh phát một phút rưỡi âm thanh đó gồm 3 câu hỏi. Câu thứ nhất là của Nguyễn Phương Hùng đã hỏi tên Việt Cộng. Tên cái câu thứ hai là của ông Nguyễn Trường mà có cái tên, có cái bút hiệu gọi là Etcetera đó. Thì và câu sau đó là cũng của Nguyễn Phương Hùng, có 3 câu hỏi gồm 1 phút rưỡi. Xin anh Hùng Anh vui lòng phát âm thanh để cho thính giả nghe để chúng tôi sẽ có thể nói tiếp sau cái phần đó. Dạ vâng, cảm ơn Bình. Hùng Anh rất là vui để làm cái việc đó, nhưng mà tiếc là cái máy nó đang frozen một xíu. Xin anh cứ tiếp tục nói chuyện. Không sao, dạ, không sao. Hùng Anh bây giờ chúng tôi sẽ nói tiếp là vì lát nữa đây quý thính giả, khi nào anh Hùng Anh sẵn sàng rồi, anh Hùng Anh cho biết là anh Hùng Anh sẽ phát 1 phút rưỡi đó để chi? Để quý thính giả thấy 3 câu hỏi nó hết sức là cò mồi. Và xin thưa rằng đó là chúng ta nhận mình là người quốc gia chống cộng, mình là người tị nạn Việt Cộng, thì không thể nào chúng ta có những câu hỏi cò mồi để cho bọn Việt Cộng, Việt Giang nó nói lời hỗn xược với người quốc gia. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta không thể nào tạo cái diễn đàn cho tụi Việt Cộng và bọn Việt Giang nó tuyên truyền để nó bôi nhọ những cái gì mà có tính cách chính nghĩa của người quốc gia. Chúng tôi có nói đùa với anh Hồng Phúc, với lại anh Đoàn Trọng Hiếu, chúng tôi nói nếu mà phát luôn cái lời mà cái tên Việt Cộng, đại sứ Việt Cộng nó trả lời ông Nguyễn Phương Hùng hay là Nguyễn Trường đó, thì có lẽ những người lớn tuổi mà bị cao máu có lẽ sẽ ức và chết. Lý do là vì cái diễn đàn tạo ra để cho Việt Cộng, một tên gian manh, nó nói những điều nhân nghĩa và nó hàm ý những điều rất là xúc phạm. Nếu mà chúng tôi phát lại, chúng tôi thấy là giống như nó chửi cha mình mà bị phát lại, cho nên chúng tôi xin phép tức là không phát cái điều đó. Chúng tôi chỉ phát cái câu nói cò mồi, câu hỏi cò mồi của Nguyễn Phương Hùng và tên Nguyễn Trường mà thôi. Và lúc chờ đợi đó, có lẽ chúng tôi xin hỏi anh Hồng Phúc thế này, đó là có người họ lý luận là chống cộng đó, thì họ cũng có lập trường, và họ lập trường của họ đã rõ ràng rồi, thì họ có thể tiếp xúc với Việt Cộng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Ông Hồng Phúc nghĩ sao về cái lối lý luận như vậy? Dạ thưa anh Bình, thứ nhất có nhiều người, xin lỗi, có một người mà chúng tôi mới được nghe đây, họ đã phát biểu một cách mạnh dạn trên một làn sóng điện của một đài phát thanh. Họ nói rằng việc tiếp xúc với Cộng sản không có gì là quan trọng cả, không có gì là tội lỗi cả. Vấn đề tiếp xúc mà lập trường của chúng ta vững chắc thì thôi. Thưa quý vị, những cái câu nói đó là những cái câu nói mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải đào sâu và mổ xẻ từng chi tiết. Như hồi đầu chúng tôi đã trình bày vấn đề tiếp xúc với các cơ quan hay là với kẻ thù của chúng ta, thì cái câu hỏi đặt ra là tiếp xúc để làm gì và tiếp xúc như thế nào và nội dung cái buổi tiếp xúc đó như làm sao. Đấy là cái vấn đề phải để trả lời cho những câu hỏi. Thí dụ một tên cán bộ cộng sản hay là một phái đoàn cộng sản khi nó đến đất nước này, nó họp báo có chúng ta là những người làm truyền thông, đương nhiên chúng ta nên có mặt, chúng tôi hoan nghênh sự có mặt của chúng ta. Nhưng cái vấn đề đặt ra là chúng ta có mặt ở đó để làm gì? Có phải để tâng bốc, để cò mồi, đặt những cái câu hỏi để cho Trung Quốc tuyên truyền hay là để nhục mạ những người tị nạn cộng sản chúng ta hay không? Trong cái cuộc phỏng vấn của ông Nguyễn Phương Hùng vừa qua đối với tên lãnh sự Lê Quốc Hùng, có những câu mà để nó phát biểu nó khinh mạng người tị nạn một cách hết sức là xấu xa, mà đó là một cái cò mồi, kẻ tung người hứng để làm cho cộng sản nó có cơ hội nó chửi chúng ta, như anh Bình vừa mới nói là nó chửi cha chúng ta lên. Mà những người tị nạn, người đại diện cho báo chí ngồi đó để lắng nghe, không những thế họ còn tiếp tục phổ biến những cái điều đó lên trên các diễn đàn. Đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng không thể nào chấp nhận được. Trở lại cái vấn đề
mà có người tuyên bố rằng lập trường vững rồi thì tiếp xúc với cộng sản thì không sao. Chúng tôi xin thưa, thứ nhất, chúng ta phải nhớ rằng trước năm 1975, mọi hành vi mà tiếp tay với lại kẻ thù hoặc là giao tiếp với kẻ thù cộng sản Việt Nam thì thưa quý vị, đó là một hành động phản quốc và sẽ bị đưa ra tòa án quân sự để mà xét xử. Đấy là luật lệ và pháp luật của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thưa quý vị, ngày nay tập thể người tị nạn cộng sản quốc gia của chúng ta đã phải lưu vong nơi xứ người, chính quyền không còn nữa, luật pháp thì không có, nhưng chúng ta đã có cái lằn danh quốc cộng để làm chuẩn mực về cái đạo đức và cái nhân cách để ngăn chặn những cái kẻ manh tâm phản bội lại lý tưởng quốc gia và lý tưởng của những người tị nạn của chúng ta. Chúng ta phải nên hiểu rằng lằn danh quốc cộng là cái đo cái nhân cách và cái lập trường của chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta không còn luật pháp để xử tội những người đó ở trên đất nước người. Nhưng lương tâm và đạo đức sẽ đặt câu hỏi với cái, những cái kẻ mà ngày hôm nay đứng ở đây thì nhân danh người tị nạn vác mặt đi điều tình, hô hoán nhảy lên làn sóng điện, lên báo chí hô hoán lên là chống cộng. Ngày mai họ luồn về Việt Nam, họ ra mắt sách, họ công tác với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, cái lập trường chống cộng đó là lập trường của những cái bọn các kẻ kỳ nhung đổi màu da theo từng giờ từng phút. Thưa quý vị, không có cái lý do gì Việt Cộng nó coi một kẻ là khúc ruột ngàn dặm là bọn anh kiều bào Việt Nam. Thì bây giờ họ nhảy qua đây, họ lại nhân danh họ là người chống cộng. Tệ hơn nữa, lại có những kẻ nhân danh đã từng cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, cái sự tiếp xúc với cộng sản nó có 5-7 đường để chúng ta thấy. Chúng tôi nghĩ rằng trong hàng ngũ quốc gia có những người ở hải ngoại đã tiếp xúc với cộng sản mà còn được hoan nghênh, không ai đả phá cả. Chúng tôi không phải là ngồi đây để tâng bốc lẫn nhau hay là để mặc áo thụng vai nhau, nhưng người đang đối thoại với chúng tôi trên làn sóng điện thoại đó là anh Nguyễn Quốc Bình, người cũng đã từng tiếp xúc với cộng sản. Chúng ta không thể nào quên được cái cuộc họp báo của Phan Văn Khải ở Seattle năm 2005. Anh Huỳnh Quốc Bình đại diện cho báo chí và anh đã làm gì tôi nghĩ cả thế giới đều biết, chứ không phải chỉ riêng cộng đồng người Việt tại ngoại. Anh đã đứng lên và chỉ thẳng vào mặt thằng thủ tướng cộng sản, nói cho mọi người biết rằng mày là thằng nói láo. Và mục đích cái câu nói đó, tôi nghĩ là người Việt thì là ai cũng biết, nhưng mà muốn để cho ký giả thế giới quốc tế nó biết rằng đây là một tiếng nói láo. Thưa quý vị, nếu anh tiếp xúc như thế chúng tôi hoan nghênh. Còn nếu anh tiếp xúc, anh mời chúng nó về nhà để các anh nhậu nhẹt, các anh quàng vai bá cổ với chúng nó. Sự tiếp xúc nó có lợi gì cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta, cho dân chủ tự do của đất nước chúng ta. Anh về nước anh hợp tác với nhà cầm quyền cộng sản. Thưa quý vị, sự tiếp xúc nó có lợi gì cho chúng ta? Thưa quý vị, đó là những kẻ đi hai hàng, đứng chàng hàng bên này và bên kia. Chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi được nhắc lại một lời nói của một vị nhân sĩ, một vị bác sĩ ở thủ đô Hoa Thị Đốn đã từng nói với chúng tôi. Ông đã nói rằng là chỉ có cái bộ phận của một con người á, thì nó mới nằm giữa hai cái cẳng thôi. Chứ còn con người thì phải có lập trường sáng tỏ. Một là anh ra mặt anh nhận anh là cộng sản công khai để chứng tỏ cái liêm sỉ của anh còn có can đảm để mà làm việc đó. Hai là anh phải nhận là anh đang là cái người tị nạn cộng sản ở trên đất nước này. Không có cái lý do gì các anh đến đây được hưởng biết bao nhiêu những ân huệ của cái xứ sở tự do này, cho anh cái quyền lợi của một người tị nạn. Ngày hôm nay anh đỏ da thắm thịt, anh no cơm ấm cật, anh trở về anh đầu quân cho cộng sản, anh hợp tác với cộng sản mà anh vẫn cứ dưng nhơn nhơn cái mặt lên nhận tôi là người chống cộng. Thưa quý vị, những cái loại người chống cộng đó là những cái loại các ké kỳ nhông đổi màu da trong gần giây từng phút, không xứng đáng nhận mình là người tị nạn cộng sản nếu họ còn có liêm sỉ. Xin được trở lại bên mình. Thưa anh Hồng Phúc, khi mà anh nhắc đến cái việc mà gọi là đứng hàng hai hay là đứng hai hàng vậy đó, đứng hàng hai thì đúng hơn. Và chúng tôi có nhớ đến một câu nói của một người cũng khá nổi tiếng, một người Âu Mỹ đó. Họ nói rằng, if you stand in the middle of the road, you will get hit from both directions. Nếu mà dịch gọi là nhanh qua tiếng Việt, gọi là kẻ nào đứng trước ngã ba đường sẽ bị xe hai chiều đụng hết. Nhưng mà trong trường hợp này mình không muốn nói với nữa, mình chỉ muốn nói rằng chúng ta là người quốc gia, không cho phép chúng ta vừa gọi là nhân danh mình là người quốc gia ban ngày đó, thì hô hào chống cộng, quyên góp tiền của đồng bào để làm truyền thông gọi là chống cộng, kêu gọi là đấu tranh cho một đất nước có tự do dân chủ, nhưng mà tối lại đó lại gọi là ăn nhậu hay là ăn nằm hay là gọi là ngồi chung bàn, ăn chung mâm với bọn Việt Cộng mà nói là vào gọi là hang hùm để bắt hổ gì đó. Và chúng tôi xin thưa với quý thính giả rằng có lẽ ông Hồng
anh Hồng Phúc anh ngại, anh không muốn nói rõ là cái người đó là ai. Chúng tôi xin nói thẳng, cái người mà, dĩ nhiên chúng tôi nói là cái người mà giao du với Việt Cộng đó, tuyên bố rằng đó là mình có lập trường thì mình vẫn có thể tiếp xúc với Cộng được đó, đó là một vị bác sĩ đang ở thành phố Đà Lạt. Cái người đó đang cộng tác cho cái đài mà chúng tôi từng cộng tác và chúng tôi đã bỏ ra đi vì ông Hồng Phúc tố cáo cái ban giám đốc đó có 3 người giao du mật thiết với Việt Cộng. Và ông bác sĩ đó từng về Việt Nam để ra mắt sách ít nhất là 2-3 lần. Và với cái lối lý luận đó, cũng có một ông chủ đài phát thanh hiện nay cũng có nối kết với cái đài mà chúng tôi mới vừa nêu. Chúng tôi đáng lẽ có thể nêu đích danh cái người đó, nhưng mà vì chúng tôi muốn vuốt mặt nể mũi cho nên chúng tôi tạm thời chúng tôi nói cái sự kiện hiện tượng, chúng tôi không nói con người. Đó là ông nói rằng đó là thời buổi này mình đấu tranh chống Cộng, mình cũng phải tiếp xúc với Việt Cộng. Tiếp xúc với Cộng đâu có sao, chúng tôi nói nè ông à, tiếp xúc với Việt Cộng một cách công khai để bắt bẻ Việt Cộng, mới đặt những câu hỏi để cho chúng nó gọi là bị lộ cái bộ mặt thật của nó ra với truyền thông ngoại quốc hay là người quốc gia đó, thì nên làm. Còn tiếp xúc với nó một cách âm thầm để ăn nhậu với nó thì không thể chấp nhận được. Và nếu ngày nay có người nào lý luận rằng đó là phải mình là có lập trường chống Cộng cho nên mình tiếp xúc với Việt Cộng không sao đó, thì cái lối lý luận này đó, chúng tôi xin thưa cùng anh Hồng Phúc và quý thính giả đó, nó y như là một người đàn bà hay là một người con gái có chồng. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây nha, chúng tôi không xúc phạm đến ngay cả những người phụ nữ mà có những khuyết điểm hay có những lỗi lầm với chồng. Thí dụ như một người con gái có chồng mà nói rằng đó, tôi là con gái nhà lành, con gái tôi chỉ chính chuyên một chồng thôi, tôi có lòng dạ thủy chung với chồng tôi, cho nên cái chuyện mà tôi giao du với đàn ông khác, tôi chung đụng với đàn ông khác, tôi nằm chung giường với đàn ông khác, hoặc tôi gọi là tôi đến một nơi vắng vẻ một người đàn ông khác thì không có gì mà gọi là không có gì mà cần phải bận tâm, hay là tôi vẫn chung thủy với chồng tôi, thì xin thưa là cái điều đó nó chắc chắn nó sẽ không lọt tai cái người nghe đâu. Nhưng mà chúng tôi xin mở ngoặc một lần nữa, chúng tôi không hề đụng chạm đến ngay cả những người phụ nữ hay là những người đàn ông mà có những cái khuyết điểm với người phụ nữ của mình, nhưng mà chúng tôi muốn nói là cái lối lý luận như vậy đó thì không thể chấp nhận được, không thể già hàm để mà nói rằng đó là mình tiếp xúc với Việt Cộng, mình chơi với Việt Cộng để rồi đó là mình chiêu dụ Việt Cộng khi mà mình có những cái hành động rất là mờ ám mà trong quá khứ chúng ta đã nghe. Thưa Đồng Phúc đó, trở lại cái đề tài mà anh em mình bàn từ nãy giờ đó, chúng tôi nghĩ là có lẽ làm sao anh Hùng Anh cố gắng đó là phải cho thính giả chúng ta, tức là cung cấp cho thính giả nghe được cái âm thanh đó thì mình bàn tiếp nó mới công bằng. Thưa anh Hồng Phúc, anh Hồng Anh đã download được chưa anh Hùng Anh? Dạ vâng, Hùng Anh đã có rồi anh, nhưng mà để cho thính giả hồi hộp một xíu mà. Hồi hộp. Tôi xin phép anh Hùng Anh với anh Bình cho tôi được nói kẹo nó ngắt ngoãn tư tưởng rồi lại có thể quên đi mất. Dạ vâng. Đó là dạ. Cái vấn đề chúng tôi có trình bày hồi nãy, với có những cái người mà đã hợp tác công khai với Việt Cộng mà vẫn bắt mặt đi chống Cộng ở ngoài, tôi thấy đó là một cái hình thức trò hề. Không những họ là một thằng hề mà họ lại còn hề hóa cái công việc chống Cộng của chúng ta. Để chính ngay trong cái buổi phỏng vấn của ông Nguyễn Phương Hùng với lại tên lãnh sự cộng sản, nó vẫn có thể khinh những cái người tị nạn được về nước chưa sao, chả sao cả, qua đây là vẫn đi chống Cộng như thường. Họ coi đó là cái bắt cóc bỏ dĩa. Chúng tôi muốn xin được nói một cái điều này để minh định cái lập trường, kẹo rồi chúng tôi có thể bị thống trách. Đó là cái vấn đề những người trở về Việt Nam. Thưa chúng tôi thông cảm và chúng tôi chia sẻ với những cái hoàn cảnh riêng tư của mỗi cá nhân phải về Việt Nam vì cha già, mẹ yếu, con đau, vợ dại còn kẹt ở Việt Nam. Mỗi người có một cái lý do để về Việt Nam. Chúng tôi không dám đả động đến những cái riêng tư của mỗi cá nhân trong cái hoàn cảnh khổ đau của chúng ta phải chia lìa đất nước như ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi lên án những cái người về Việt Nam mà hợp tác với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, những người đó là những người đã tự tay xé bỏ tấm căn cước tị nạn. Bởi vì người tị nạn chính trị là gì? Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc và trong đó có Hoa Kỳ, một người tị nạn chính trị là một người khi họ sống trên quê hương đất nước của họ, họ sẽ bị bức bách thân thể, họ có thể tù tội, họ có thể bị truy bức đến ma vong mạng. Do đó họ đã được một quốc gia thứ ba đón nhận cho tị nạn, che chở và bảo vệ họ trong cái lần danh luật pháp và quyền lực của cái quốc gia đó. Vậy thì những cái kẻ về Việt Nam mà hợp tác với nhà cầm quyền Cộng sản, rõ ràng họ không còn tư cách của một người tị nạn Cộng sản nữa. Bởi vì sao? Về đó ngày hôm nay họ đã không còn bị đe dọa đến thân thể và tính mạng của họ nữa. Không những thế, họ lại còn được vinh danh bởi cái chính quyền mà ngày xưa họ đã từ bỏ, họ căm ghét, họ thù hận và họ phải trốn tránh người lần nước ra đi. Thưa quý vị, những cái người đó không xứng đáng nhận mình là người tị nạn nữa.
Họ về nước là họ phản bội lại cái lý tưởng của người tị nạn cộng sản. Họ ăn miếng cơm tị nạn nhờ những cái quyền lợi của người tị nạn. Mà ngày hôm nay họ là con, họ nghĩa là vinh thê ấm tử, nghĩa là con cái được sung sướng học hành đến nơi đến chốn, gia đình được ấm cửa cao nhà rộng, tiền bạc rủng rỉnh, đủ cả mọi phương tiện của cái xã hội tự do này cung cấp cho họ nhờ vào cái danh nghĩa là một người tị nạn. Ngày hôm nay tự tay họ đã vứt bỏ cái chính nghĩa đó đi, họ đã xé cái tấm căn cước tị nạn, họ trở về nơi cái chốn cũ, rồi họ hợp tác với kẻ thù. Thưa quý vị, chúng tôi thông trách những kẻ đó, chúng tôi lên án những hành động của những kẻ đó. Còn những ai vì hoàn cảnh riêng, chúng tôi xin trân trọng và không dám đụng chạm tới sự riêng tư của mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Xin trở lại với anh Bình và anh Hùng Anh. Dạ thưa đồng anh, vì chúng tôi cũng sợ mình quên cho nên xin phép anh cứ giữ cái âm thanh đó cho thính giả hồi hộp thêm như anh nói đó. Chúng tôi xin trình bày tiếp cái phần này đã nói thì mình cũng phải nói cho nó công bằng, là vì anh Hồng Phúc đã nói phần đó, chúng tôi xin nói thêm đây nè. Một cái người bình thường mà nếu họ về Việt Nam, cứ cho là họ vui đi, họ về Việt Nam, họ ra vào Việt Nam một năm họ ra 5-6 lần, đáng lẽ cũng không nên làm như vậy. Nhưng mà giả sử như nếu có cái người nào họ ham vui họ về Việt Nam vậy đó, chúng tôi cũng không đặt vấn đề ở đây. Chúng tôi chỉ muốn đặt vấn đề đây là những người gọi là trí thức, những người gọi mình là chống cộng, những người gọi là mình là cha người ta, mình là sư người ta, mình là thầy người ta. Chúng tôi xin không đụng tới những tôn giáo khác, chúng tôi chỉ muốn nói ngay nè, mục sư Tin Lành Việt Nam. Chúng tôi nói mà chúng tôi có bằng chứng, chúng tôi nếu mà quý thính giả nào mà có nghe lần nữa cũng thông cảm, đừng nói ông Quỳnh Hữu Bình ta xong lặp đi lặp lại vấn đề này. Đó là sự kiện một ông mục sư có một nhà thờ tại thành phố Orlando. Ông mục sư này từng là mục sư tuyên úy của Việt Nam Cộng Hòa. Ông mục sư này là đứng hàng thứ nhì trong giáo hội Tin Lành Việt Nam truyền thống. Chúng tôi xin mở ngoặc đây, Huỳnh Quốc Bình có thể nói đích danh ông, nhưng vì chúng tôi đang làm một công việc mà chúng tôi hồi nãy cũng thấy đó, là vuốt mặt nể mũi, cho nên chúng tôi xin không nói tên ông. Và ông về Việt Nam, ông về Việt Nam với một số mục sư Mỹ, trở ra hải ngoại, ông đi chu du các nhà thờ Tin Lành Việt Nam. Ông nói rằng đó là ông về Việt Nam, ông đâu thấy đạo Tin Lành Việt Nam bị đàn áp gì đâu, mà nhà nước Việt Nam thiếu điều muốn trải thảm đỏ để cho ông về giảng đạo. Và chúng tôi đã lên tiếng phản đối cái điều đó, và chúng tôi nói rằng đó là một hành động làm chứng dối, một cái sự bỡ đỡ chế độ bị cộng một cách tồi tệ. Và chưa hết, một ông mục sư cũng thuộc giáo hội truyền thống Việt Nam, giáo hội Tin Lành truyền thống, có nhà thờ lớn nhất nhì ở thành phố ở miền Nam California, nếu chúng tôi không lầm là chúng tôi không nhớ rõ cái thành phố đó, nhưng mà thành phố đó nhỏ, nó gần cái khu mà gần khu Phước Lộc Thọ đó. Ông mục sư đã lên bục giảng, thay vì lên án Việt Cộng, công an phá nhà, phá văn phòng của giáo hội Mennonite, tức là mục sư Nguyễn Hồng Quang, là vì lúc đó bị cộng công an nó tràn lên để mà đóng vai du đảng, để mà đập phá văn phòng, và nó có ý định muốn uy hiếp là tới vợ con của mục sư Quang. Mà mục sư Nguyễn Hồng Quang đã nói rằng đó là đứa nào lên đây ta cho ăn búa. Chúng tôi có hỏi mục sư Quang thì mục sư Quang nói vâng, tôi vì chúng nó làm quá cho nên chúng tôi hâm nó thôi chứ tôi chưa có làm điều đó. Và vì mục sư đó lên án nói rằng đó là ở Việt Nam nó công an Việt Cộng nó còn hiền, chứ gặp cảnh sát Mỹ mà nói cho cảnh sát ăn búa là nó sẽ bắn liền tại chỗ. Thưa quý thính giả, nếu mình là sư người ta mà đi giảng về một cái lẽ công bằng, về tình yêu thương của Chúa, lẽ nào mình lại có thể dùng cái bục giảng để thay vì mình lên án kẻ gian, lên án cái bọn côn đồ, thì mình lại đi lên án những nạn nhân của bọn côn đồ hay là bọn Việt Cộng. Và chúng tôi đã lên án cái điều đó, và chúng tôi đã phản đối cái điều đó. Nhưng những ông bà Tin Lành thiêng liêng quá máu hay là thiêng liêng nửa vời vậy đó, và họ đã nói rằng đó là Huỳnh Quốc Bình thích làm chính trị, thích nói chuyện chính trị, sao không? Chúng tôi chỉ phản bác những cái gì mà chúng tôi cho rằng bỡ đỡ chế độ Việt Cộng một cách tồi tệ, và bằng chứng cho thấy rằng hai ông mục sư đó bỡ đỡ Việt Cộng một cách gọi là tồi tệ như vậy. Tại sao mà người Tin Lành mà gọi là chúng tôi xin nói rằng thiêng liêng quá máu đó, hay là những người Tin Lành mà chúng tôi gọi là thiêng liêng nửa vời đó, không lên án hai mục sư đó là làm chính trị một cách tồi tệ như vậy, mà lại gọi là phê bình chúng tôi là thích nói chuyện chính trị, sao không? Huỳnh Quốc Bình thấy sao nói vậy, và nói một cách công bằng và chịu trách nhiệm gì mình nói. Chúng tôi không đánh lén và chúng tôi không chối những gì chúng tôi nói. Chúng tôi lên án bất cứ người nào nhận mình là sư, là thầy, là cha người ta mà làm lợi hay nói những điều có lợi cho Việt Cộng. Nhất là mấy ông trí thức, nhận mình là trí thức nhưng mà làm lợi cho Việt Cộng, giống như ông bác sĩ ở Dallas đang làm đài phát thanh về Việt Nam ra mắt sách, nói những điều có lợi cho Việt Cộng. Chúng tôi lên án những cái người như vậy, chứ không phải là chúng tôi gọi là đụng chạm đến những người mà ra vào Việt Nam, cho dù vì họ ham vui chúng tôi cũng không muốn đụng tới những người đó. Thưa quý thính giả và thưa Hồng Phúc, không biết là đồng anh đã có sẵn sàng chưa?
Dạ vâng, sẵn sàng rồi. Thì anh cho thính giả nghe đấy chứ, mình cứ câu giờ hoài vậy anh Hùng anh. Dạ, trước hết là anh cũng xin lỗi anh Bình, anh Hồng Phúc và quý thính giả vì trục trặc kỹ thuật. Vâng, bây giờ thì ông anh xin được phát cái đoạn âm thanh mà anh Bình đã yêu cầu. Xin kính mời quý thính giả đón nghe. Trong cái vai trò tổng lãnh sự, ông đánh giá sao về những cuộc biểu tình và chống đối hoặc sự hiện diện của các viên chức phải trong chính quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ, và ông có muốn gửi một cái thông điệp gì cho tới những người có cái quan điểm khác biệt này không? Yeah. Chúng tôi hy vọng rằng cái lời nói của ông có thể làm mở được một cánh cửa cho cái sự cảm thông. Yeah. Tôi rất là cảm ơn các ông về cái câu hỏi mà có tính chất cũng hết sức là nhạy cảm này. Nó nhạy cảm, nhưng mà tôi sẽ trả lời rất là thẳng thắn. Cảm ơn ông. Một trong những cái điểm mà khối những người chống cộng ở hải ngoại thì họ rất chú trọng với cái nghị quyết, đó là nghị quyết 36. Thì đối với họ thì họ xem rằng đây là một cái sự gây chia rẽ, lũng đoạn khối người Việt quốc gia. Thì cái quan điểm về nghị quyết 36 này cũng rất là mù mờ, không rõ ràng. Thì nhân dịp này ông có thể giải thích cái nghị quyết là như thế nào, xuất xứ và cái nội dung. Thật sự nói tôi cũng có một cái suy nghĩ thế này. Bản thân những người mà nói rằng đây là cái tuyên truyền cộng sản để chia rẽ cộng đồng kia, họ cũng chả hiểu cái gì nội dung hết cả. Họ cũng chưa đọc, nhưng cứ nghe người này nói từ kia nói. Để cảm ơn rất nhiều. Như vậy thì nói chung là thì chúng ta vẫn công nhận, phải công nhận là có một cái sự bất đồng và cái chưa có sự thông cảm giữa chính quyền ở trong nước cũng như là cộng đồng hải ngoại. Cái khoảng cách đó thưa ông, bây giờ nói về chính sách thì nó hơi xa xôi, nhưng mà ít ra đó, theo cái kinh nghiệm của ông, mình có một cái phương thức gì mà có thể mà để đạt được cái thành quả tốt thì tạo sự được cảm thông như vậy. Tức là tạo được cái sự đồng thuận với nhau, cảm thông với nhau. Dạ vâng. Với nhau. Dạ vâng, xong rồi. Dạ chắc là cảm ơn anh Hùng Anh. Chắc quý thính giả đã nghe. Cái người đặt cái câu hỏi đó là Nguyễn Phương Hùng. Và cái người trả lời đó, chúng tôi chỉ phát lại một chút xíu thôi đó, là tên Tổng lãnh sự Việt Cộng Lê Quốc Hùng. Và cái người đặt cái câu hỏi thứ nhì đó là Nguyễn Trường, tức là có cái biệt danh là Etcetera. Và cái câu hỏi chót thứ ba đó là của Nguyễn Phương Hùng. Còn nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ lấy có một đoạn mà chính họ đã gọi là phổ biến cái đó trên mạng lưới toàn cầu qua những cái video clip. Nổi như vậy không đó, đã đủ để chúng ta thấy. Mình là người quốc gia, mà mình gọi là tạo diễn đàn. Mình hỏi những câu hỏi để cho cái thằng Việt Cộng, nó có cơ hội để nó tuyên truyền. Chúng tôi xin thưa rằng đó là cái điều đó đó không thể chấp nhận được. Và thưa Đồng Phúc, bây giờ trở lại cái vấn đề mà chúng ta thảo luận tới nãy giờ đó. Thì bây giờ anh cũng đã nghe lại cái âm thanh những cái câu hỏi như vậy đó. Thì anh có nhận xét gì thêm không? Dạ thưa anh. Tiếc rằng là chúng ta không đủ thời lượng để mà phát toàn bộ những cái cuộc phỏng vấn qua lại với trả lời của cái anh Nguyễn Phương Hùng với lại cái tên lãnh sự Lê Quốc Hùng. Bởi vì nếu nghe toàn bộ thì chúng ta mới thấy vấn đề nó còn rõ ràng và sáng tỏ hơn nhiều. Một trong những hậu quả tuyên truyền đó là tên lãnh sự Lê Quốc Hùng đã từng nhục mạ người Việt tị nạn ở hải ngoại nói chung và nói riêng là cộng đồng của San Jose. Là họ nói rằng chúng tôi thấy ông hôm nọ mới đi biểu tình có chừng 10 cụ già tay chân thì run run cầm cái biểu ngữ mà tôi thấy thương các bác quá. Chúng nhân nghĩ đó, nhân nghĩa là đạo đức giả và nói những cái lời đó. Kết quả là gì? Cuộc biểu tình mới đây nhất của đồng bào San Jose đã đi ngang tòa lãnh sự và gào thét chửi vào trong tòa lãnh sự, kêu Lê Quốc Hồng mày ra đây để đếm xem chúng tao có bao nhiêu người. Thưa quý vị, đấy là những cái hậu quả trực tiếp mà chúng ta đã nhìn thấy ngay trước mắt. Ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái tên Việt Cộng, lãnh sự Cộng sản, nó có nói đến nghị quyết 36, mà nó cho rằng cái nghị quyết này là để đấu tranh, để bảo vệ quyền lợi cho người Việt ở hải ngoại. Chúng ta không cần cái thứ đó. Mục đích thâm hậu của chúng nó là để len lỏi lẩn lách vào cộng đồng của chúng ta, để mà chúng ta để chia rẽ và phân hóa cộng đồng của chúng ta. Một điều cụ thể hơn bao giờ hết, lúc này đã có rất nhiều những cái thành phần làm tay sai cho cộng sản, rồi có những cái thành phần thân cộng, rồi lại có những cái người tị nạn lưng chừng ở giữa muốn sống cầu an, đã có một phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những nghị quyết này. Khắp nơi trong thân này lên những cái thành phần là những người, có cả những người đã từng mặc áo lính như trường hợp Nguyễn Phương Hùng ngày hôm nay đứng ra để mà bắt cầu cho chúng nó miệt thị người tị nạn chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi thấy đây là lúc mọi người tị nạn phải đoàn kết lại, phải kiện toàn
bằng cái hàng ngũ của chúng ta để loại trừ những cái tên bưng bô nổ kích cho cái tuổi cộng sản. Thưa quý vị, chúng ta phải vạch mặt chỉ tên chúng nó ra và bôi vôi lên trán nó cho mọi người cùng thấy đây là những cái kẻ đang đi là ngược lại cái chính nghĩa của người tị nạn, chính nghĩa của người quốc gia chúng ta. Chúng tôi xin phép được lập lại một cái đề nghị mà trước đây tôi đã từng có cơ hội lên tiếng ở trên đài tiếng nước tôi. Đó là chúng ta phải xác định cái lập trường của người quốc gia bằng những hành động cụ thể, như trong các điều lệ của các hội đoàn đã nhận mình là người tị nạn, cương quyết lấy mục đích chống cộng ở hàng đầu. Trong điều lệ bắt buộc phải nêu đưa lên. Thứ hai, trong mọi sinh hoạt cộng đồng phải có cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca Ngày Công Dân ơi. Thưa quý vị, những vấn đề làm gì để xác định cái lập trường của những cái người đó đối với tổ quốc, đối với chính nghĩa quốc gia còn hay không? Thì thưa anh, gần đây đó, Ban Cộng sản nó còn khan đến cái độ như anh Nguyễn Phú Hùng là người đứng ra làm MC cho một cái tổ chức và làm ăn buôn bán ở Việt Cộng ở trong nước. Rồi sau đó đó, nó tụi nó công khai hối lộ báo chí ngay ở đó, nói rằng đây là nhân dịp đầu năm nên nó có chút bao lì xì theo phong tục tập quán ở Việt. Nó đem bỏ tiền vào trong bao thơ nó đi phát cho các ký giả ngồi dự cái cuộc họp báo hôm đó. Và có rất nhiều người đã trả lại không nhận, không thấy cái đồng tiền nó vào mặt chúng nó. Tuy nhiên có những người vô tình hay là nghĩ rằng điều này cũng chẳng có hại gì cũng đã nhận những cái bao thơ trong đó có những đồng tiền dơ bẩn của cái bọn làm tay sai cho cộng sản. Thưa quý vị, những cái hình ảnh, những việc làm đó hết sức đau lòng. Chúng ta hết sức phải đề phòng cao. Chúng tôi hoan nghênh cái bản lên tiếng chung của các hội đoàn đoàn thể ở dưới Cali. Vì sao? Vì chúng tôi là một trong những người đã từng nếm cái mùi cô đơn trong cái sự chống cộng một mình. Thưa quý vị, những bằng chứng, những điều chúng tôi nói ra, mách nói có sách, mách có chứng, và kẻ bị tố cáo đã phải công nhận những cái điều chúng tôi nói là đúng. Vậy mà nhiều khi vẫn còn bị lẻ loi. Cái số người lên tiếng ủng hộ hay những cái đoàn thể họ thấy đấy, mà rồi vì cầu an hay vì bất cứ lý do gì họ đã lặng lặng để cho chúng tôi phải chiến đấu một mình. Ngày hôm nay chúng tôi thấy cái việc làm của các hội đoàn ở dưới California vừa rồi, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ và hết sức hoan nghênh. Và chúng tôi đã tiếp tay phổ biến những cái lời lên tiếng này cho tất cả mọi người cùng nghe. Chúng tôi ước mong rằng cộng đồng người Việt tị nạn hãy thẳng thắn, hãy cương quyết vạch mặt chỉ tên những đứa đang làm tay sai coi mồi cho cộng sản ở hải ngoại. Cảm ơn ông. Dạ, kính thưa quý thính giả đang theo dõi cuộc hội luận giữa chúng tôi là Huỳnh Đức Bình và ký giả Hồng Phúc. Anh em chúng tôi đang nói về cái hiện tượng mà có những người nhận mình là người quốc gia chống cộng nhưng giao du với Việt Cộng, mà nói rằng là giao du với Việt Cộng là không sao khi mình có lập trường, hoặc là gọi là họ tìm cách để họ tạo những cái diễn đàn để cho cái bọn Việt Cộng đó nó có cớ để nó nhục mạ người Việt quốc gia của chúng ta. Anh Hồng Phúc lúc nãy anh có than, anh nói là khi anh tố cáo như vậy mà ngay cả những người bị tố cáo cũng đã, sau khi tìm cách trốn quanh không được, cũng đã thú nhận cái điều đó, nhưng mà rồi những cái hội đoàn chống cộng ở vùng đó đó họ vẫn còn, tức là vẫn cũng không có người lên tiếng, hay là những người mà chống cộng trong cái thủ đô đó, thủ đô Hoa Thịnh Đốn hay là Virginia không lên tiếng. Chúng tôi nghĩ là mình cũng có thể trách họ, nhưng mà trách họ ít, nhưng mà chúng ta trách cái người mà đại diện cộng đồng, tức là chủ tịch cộng đồng. Mà thưa anh, làm sao các hội đoàn, làm sao các nhân sĩ trong vùng có thể binh vực anh được khi mà cái người mà đại diện cộng đồng, chủ tịch cộng đồng lại đi chẳng những không cáo trách cái bọn đó mà lại còn đi trao bằng khen cho chúng nữa, thì thưa anh cô đơn là phải quá đó chứ. Cho nên đã trách á, thì chúng ta phải nói cho rõ. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta sẽ nêu đích danh cái tên chủ tịch cộng đồng đó là ai để đồng bào có thể thấy. Đó là mượn danh chống cộng lên đài rồi hô hào chống cộng, nhưng mà trao bằng khen cho những cái bọn mà gọi là ăn chơi ăn nhậu với Việt Cộng. Chúng tôi chương trình hôm nay không phải để dành tấn công cá nhân đó, chúng tôi nói một đề tài khác, nhưng mà vì anh Hồng Phúc nhắc cho nên chúng tôi cũng xin nói luôn. Có một sự kiện chúng tôi có lẽ là cũng xin kể quý thính giả nghe. Tuần rồi đó quý thính giả có nghe đó là anh Đoàn Trọng Hiếu, ông Đoàn Trọng Hiếu bị quân đội Trọng Hiếu đó, anh nói rằng đó là không phải lần đầu tiên mà ảnh bị gọi là cáo buộc hay là gán ép ảnh là đảng viên của đảng Việt Tân. Nhưng mà thưa quý thính giả, bây giờ nó đã tới Huỳnh Đức Bình, tới làm sao xin thưa rằng đó là chúng tôi có một thính giả ở dưới miền Nam California, và cũng là độc giả của chúng tôi, từng đọc bài của chúng tôi, và ông cho biết rằng đó là ông đọc một cái tờ báo, dường như là nếu chúng tôi không lầm là tờ Việt Weekly, đã có một bài viết đó là nói về cái gọi là cái nhóm của ông Võ Long Triều, của ký giả Võ Long Triều. Xin thưa là ký giả Võ Long Triều cũng là từng là cựu bộ trưởng Bộ Thanh niên Việt Nam Cộng Hòa. Ông Võ Long Triều cũng có một số chương trình ở trên đài
SBTN và VSN trên đài TV. Và chúng tôi cũng đã từng có hội luận với ông Võ Long Triều, và cách mấy tháng trước thì ký giả Võ Long Triều có mời chúng tôi tham gia vào cái nhóm của ông. Cái nhóm mà cũng không có tên gì, ông gọi là một cái nhóm anh em ký giả, những người chống cộng, để mà viết bài gọi là xây dựng cộng đồng và chống cộng, chống mọi việc cộng ở Việt Giang. Thì cái tờ báo Việt Weekly vừa rồi có một cái bài viết đã nói là mục sư Huỳnh Quốc Bình đáng Việt Tân. Đó, thành ra nếu mà anh Hiếu có nghe cái điều này đó, thì anh Hiếu cũng không phải cô đơn đâu, bây giờ đã tới Huỳnh Quốc Bình. Mà có lẽ là anh Lê Hồng, anh Hồng Phúc cũng chuẩn bị, cũng sẽ tới anh thôi. Là vì sao? Là vì đó là kẻ gian hay là một số người đó, nó không thể nào, nó muốn chụp mũ mình là Việt Cộng được nữa, nó phải nói mình là Việt Tân. Là vì thưa, xin thưa rằng đó là trong thời gian gần đây, chúng ta thấy có những cái dư luận, người ta nghi ngờ đảng Việt Tân, là vì có người nói rằng đó, đảng Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt Cộng. Chúng chặt như thế nào chúng tôi để cho đảng Việt Tân họ lên tiếng, họ biện minh hay là họ phản bác được, chúng tôi không nói này. Chúng tôi chỉ muốn nói là hễ nó không nói người ta là Việt Cộng được thì nó phải nói người ta là Việt Tân. Đó là cái điều mà chúng tôi cần nói. Cho nên anh Hiếu cũng không có cô đơn đâu. Chúng tôi vừa mới bị có người mới cho biết hồi chiều còn nóng hổi, tức là nó đã nói như vậy, tức là mục sư Huỳnh Đức Bình đảng Việt Tân. Xin hỏi anh Hồng Phúc đã có gì muốn trình bày thêm không anh Hồng Phúc? Dạ vâng, thưa anh, có một cái chi tiết ở trong cái cuộc phỏng vấn của Nguyễn Phương Hùng với tên lãnh sự Lê Quốc Hùng, nó có một cái điểm mà chúng tôi hết sức uất ức và không làm gì được. Đó là cái tên lãnh sự Cộng sản Lê Quốc Hùng nó miệt thị người tị nạn một cách hết sức là rẻ rúng. Nó nói rằng là nó đi ra đường nó gặp một người Anh homeless, người Việt Nam lại mắc bệnh tâm thần nữa, thì anh nó trông thấy nó thương lắm. Nó hỏi là tại sao giờ này anh không nghĩ đến chuyện về Việt Nam mà sống ở đây làm gì như thế này cho nó khổ. Nó bảo là em không dám về. Đấy là tên Lê Quốc Hùng nó nói nguyên văn như vậy. Nó bảo là em không dám về, em về bây giờ nhục lắm, tưởng ra đi qua bên này làm vương làm tướng gì ghê gớm lắm, bây giờ mang cái tấm thân bệnh hoạn tâm thần này về nước thì nhục với người ở trong nước lắm, em không dám về. Rồi nó kết luận câu chuyện là mà tôi thấy những người vậy tôi kính trọng lắm, bởi vì họ rất thành thật. Thưa quý vị, có những người tạo diễn đàn để nó nhục mạ người tị nạn như vậy, mà nhân danh là người ký giả tị nạn mà ngồi đó mà nghe nó là còn gật gà gật cù, có vẻ tán thưởng. Thưa quý vị, quý vị mà nghe toàn bộ hay coi cái video clip đó thì quý vị mới thấy cái nỗi đau lòng, cái nỗi đau xót của những người quốc gia đã bắt cầu cho tụi cộng sản dẫm lên đầu người tị nạn chúng ta. Thưa anh Bình, thưa quý vị, thưa Hồng Phúc, mình là một người ký giả thì ít nhiều là mình cũng hiểu cái nguyên tắc gọi là truyền thông, cái nguyên tắc mà mình phỏng vấn. Và mình phải định cái vị trí của mình là ai. Cái lối mà lý luận mà gọi là truyền thông mà văn minh á, chúng tôi xin thưa rằng đó là văn minh mà tạo cái diễn đàn hay là lót sẵn ổ cho tụi Việt Cộng và Việt Giang nó lên nó đẻ đó, thì cái đó chúng tôi nói thật nha, nó dễ dàng, nó cho phép người ta, đó là người ta cho rằng đó là một hành động ngu xuẩn của những người mà nhận mình là ký giả. Chúng tôi nói mà chúng tôi không sợ lầm. Lý do là tại sao bây giờ giả sử như Huỳnh Quốc Bình mà nhận mình là người quốc gia mà tạo một cái diễn đàn cho Việt Cộng nó lên, nó là nó tuyên truyền hay là nó xúc phạm người quốc gia thì cái chương trình này còn là gì? Cho nên mở đầu chương trình đó, cái lời của nữ sứ quân viên đọc, chúng tôi nói diễn đàn này đó là không hoan nghênh cho những lời lẽ có lợi cho chế độ Việt Cộng độc tài. Và có người nói anh Bình, mình cũng phải để cho mặc dù kẻ thù đi nữa mình cũng phải cho người ta có cơ hội. Chúng tôi nói không, Việt Cộng nó có bao nhiêu phương tiện, nó có tiền rừng bạc biển, nó lấy tiền ăn cướp của đồng bào, nó có bao nhiêu cánh tay nối dài của nó để tuyên truyền cho nó, mắc gì tôi phải cho nó lên cái chương trình mà tôi điều họp để mà cho nó nói. Cho nên cái diễn đàn này chỉ để dành nói những gì có lợi cho công cuộc đấu tranh và cho người quốc gia, hay là những có lợi cho những nạn nhân của Việt Cộng thôi, chứ không thể nào mà để lót sẵn ổ cho Việt Cộng nó lên đây nó nói được. Đó là lập trường của Huỳnh Quốc Bình, còn ai muốn trách gì nữa thì chúng tôi đành chịu mà thôi. Dạ. Mặc dù hết giờ nhưng mà chúng tôi cũng muốn mời ký giả Hồng Phúc nói lời kết thật ngắn để cho anh em chúng ta chấm dứt chương trình của tôi hôm nay. Xin cảm ơn anh Bình đã cho tôi cái vinh hạnh được kết thúc chương trình hôm nay. Thưa, cũng không ngoài những ý kiến mà chúng tôi đã phát biểu từ lúc đầu chương trình cho tới bây giờ, chúng tôi chỉ có một cái tâm nguyện tha thiết là xin quý vị hãy cố gắng, người Việt tị nạn chúng ta hãy đoàn kết lại và phải có cái bổn phận theo dõi và vạch mặt những cái kẻ mà ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, những kẻ nhờ miếng cơm tị nạn ngày hôm nay đã được đỏ ra tâm thịt lại quay đầu trở về phục vụ cho một cái chế độ đang đàn áp dân tộc của chúng ta trong nước. Tội của họ ngập đến trời xanh, họ đã làm cho cả một dân tộc suy yếu đối với kẻ thù phương Bắc. Có những người đứng lên đòi lại đất nước của tổ tiên để lại thì chính bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam lại cầm tù bắt giữ những người đòi lại những mảnh đất giang sơn gấm vóc của tổ tiên. Thưa quý vị, xin quý vị hãy cố gắng giữ chặt cái hàng ngũ của chúng ta và đồng thời vạch mặt chỉ tên những kẻ làm tay sai cho cộng sản dưới mọi hình thức, bôi lên trán nó cho mọi người thấy rõ họ không
lại với anh Bình. Vâng, vì hết giờ cho nên chúng tôi xin nói lời tạm biệt quý khán giả. Chúng tôi cảm ơn khán giả Hồng Phúc, cảm ơn anh Hùng Anh đã giúp điều hợp chương trình này. Và một lời chúng tôi nói thật ngắn thôi với khán giả mà đã nghe, trước khi quý khán giả qua nghe một chương trình khác, xin thưa rằng đó là nếu ngày nào chúng ta còn nhận mình là người tị nạn Việt Cộng, ngày nào chúng ta còn nhớ rằng mình bỏ nước ra đi là vì không chịu nổi cái cách cai trị tàn bạo và vô nhân đạo của đảng cúp Việt Cộng tại Việt Nam, cho nên chúng ta mới có mặt tại hải ngoại này. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao nói hay là làm, chúng ta cố gắng nói và làm có lợi cho người quốc gia, đừng nói và làm có lợi cho chế độ Việt Cộng. Đó là một cái lời mà chúng tôi tha thiết mong mỗi người trong chúng ta, và nếu ai cũng làm được cái điều đó thì chúng tôi tin tưởng rằng với cái chính nghĩa sáng ngời của người Việt quốc gia chúng ta, cái ngày mà chúng ta chấm dứt cái chế độ đó, cách nào thì chúng tôi chưa biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không xa, là vì chính nghĩa là phải văn hung tàn, chắc chắn cái điều đó, đó là một cái điều mà không thể chối cãi được, thế giới đã cho thấy được điều đó. Chúng tôi Huỳnh Đức Binh xin gửi lời chào tạm biệt quý thính giả, và thính giả nào có điều chi muốn đóng góp thêm xin liên lạc với chúng tôi, số điện thoại là 503-568-8565, xin lặp lại 503-568-8565, hoặc gửi email cho chúng tôi địa chỉ là huynhquocbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả. Đã tiên dòng người chi hùng anh, Việt Nam giang tay thành tâm khắp nhân hoài, cùng thế giới đi xây nên dài. Việt Nam tha cao ngàn nước em chờ đợi, bằng trái tim hùng trầm đại bay hơn sông núi, vang trong bài sáng rực rỡ, quyết đi trong miệt mài, trong bốn ba bao thử thách gian nan, màu cờ huy hoàng vẫn ướt trời xanh hiên ngang.